Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của mấy anh em mình nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Ôi dồi ôi, vẫn còn đang no mũi mọi người. Ấy, mọi người thấy chưa? À, anh em mình đang ở ngoài kia trông ao nha mọi người nhá. Thì cho mọi người xem này. Ui, còn cá rô, còn một cái xương, một bộ xương khô. Ấy, mọi người thấy cá sộp này. Anh em mình với Đại 87 vừa đi kích được một xô cá mọi người ạ. Lên đây trông ao thì bắt đầu là bóc lên để cắm vào cây nướng than củi. Ui xưa. Đây con cá này mới đặc biệt. Đấy, còn kia là cái vỉ, kia là vỉ. Đây mọi người, cho mọi người xem. Đấy, không cần phải xa đâu, anh zoom được mà. Đây là cá bò. Bò. Cá bò. À, cá bò, cá bò, cá bò. Đây là con cá bò mọi người nhé. Rất là thơm ngon luôn. Đấy, mọi người thấy này. Ui giời, những con cá lóc rồi. Con đặc sản. Vào cái thời tiết thì hiện tại bây giờ nó cũng đang rét một chút. Đấy, mọi người có thể thấy là gió này. Đấy, gió phấp phới luôn. Rét. Đại đang mặc áo khoác, Tường Vi cũng mặc áo khoác mọi người nhá. Ngồi cạnh đống lửa mà vẫn ngồi cạnh đống lửa, nó rất là có cảm giác ấm áp. Đấy. Ông cái đưa ra cái bát bột canh ra. Bột bát muối ra. Đấy. Bây giờ mình bắt muối bên đây anh Sướng. Bắt muối. Đấy mọi người thấy chưa? Ngon tuyệt vời luôn. Đấy, đây là bát muối ớt mọi người nhá. Đấy mọi người thấy chưa? Muối ớt. Đây này, cho mọi người xem những cái con cá nướng rất là thơm. Đây Đại đang nướng cá diếc mọi người. Cá diếc to như bàn tay. Đấy. Này. Trong nhìn bộ xương cá diếc của thằng Bành à? Mẹ cái thằng đấy mồm nó như thế, nó ăn cái kiểu đấy đúng rồi. Mẹ mày răng thì 9630 ngọt như kiểu đu đủ. Đấy mọi người. Này, cho mọi người xem con cá diếc có to. To như bàn tay luôn. Đấy, đây bàn tay của mình. Đây. Ý. Ui cẩn thận nó lại chín cả tay. Đây thì mọi người thấy này, cá lóc này. Đấy, cái con cá lóc này mọi người nhá, thì mình là ở ngoài Bắc thì mình gọi là cá sộp. Ở trong miền Nam, miền Tây thì gọi là cá lóc. Đấy, nhưng bây giờ thì này. Đấy mọi người thấy chưa? Nướng nó vàng. Ui giời. Bây giờ mình sẽ bóc cái thịt má con cá lóc cho mọi người xem nhé. Đây. Đấy. Đây. Ui giời. Đây cái miếng má thịt má. Đấy, má lợn. Bây giờ chuyển sang má cá lóc. Chấm bột canh. Đây là muối cọc ớt. Đây mọi người nhé. Mời tất cả mọi người thưởng thức cái hương vị đồng quê cùng mình cũng như toàn thể anh em mình nhá. Ngon. Muối siêu cay. Ngon thì thôi rồi ngon. Đấy, cá lóc này. Đấy, anh em mình đang nướng mọi người thấy chưa? Tuyệt vời chưa? Ui chù chà. Đổ má cái răng con cá lóc này. Mọi người nhìn này. Ui cái mồm này. Ui giời cái răng của nó này. Răng như này nhẽ nào nó không ăn hết cá con. Kinh nhỉ. Nhưng mà nói chung là sở trường của mình thì lại không phải cá lóc mọi người nhá. Mà sở trường của mình lại là cá diếc. Cái loại diếc dưới ao hay diếc trên bờ là mình chơi hết. Mình vứt lên bờ lướng thì chả là giết cả dưới nước mình phải kích chứ. Nên bờ nó lướng. Ôi giời. Mình thả lên thuyền. Đấy, mọi người thấy tưởng bà Trần mà ấy suy nghĩ vơ vá vẩn. Tưởng là giết gì cơ. Tôi tưởng là giết gì. Đấy mọi người này. Đây là còn 3 con cá sộp, 4 con cá sộp, 4 con cá lóc, cộng thêm 1 con cá giếc. Và cơ số con cá bò. Và cơ số con cá bò. Đấy mọi người, cá bò vàng ươm. Tuyệt vời chưa? Đấy mọi người nhìn cái khói của thứ thịt của con cá lóc nó đang bốc ra này. Mọi người nhìn này. Đấy, cá lóc lướng này. Đấy mọi người. Thứ thịt của nó trắng tinh. Ngon. Đấy, mọi người thấy chưa? Này. Phê chưa? Trắng phong. Thịt nó trắng mà khói nó bốc ra từ cái miếng thịt này, trông.
Úi giời ơi. Trời, ăn như thế này thì thứ nào chịu lỗi. Thế là thứ dữ rồi. Thôi, này Đại, mày cầm máy đi, anh bóc cái cá lóc, mời mọi người làm mấy miếng cho nó phê pha luôn. Đấy, mọi người nhá. Ôi, nóc ơi nè. Úi dồi ôi, bên rồi. Này nó đen thui. Đây này, còn đứng ra bên này quay cho đẹp. Đây, đây mọi người này. Đây là cá lóc. Cá lóc nướng rất là thơm. Đây mọi người, quá tuyệt vời chưa? Bây giờ mình sẽ bóc nóng cho mọi người xem, nó rất là nóng mọi người nhé. À, mọi người thấy cảm thấy đấy này, da của nó rất là giòn ấy mọi người ấy ấy. Ôi, nghe chưa đấy, nướng ấy là đúng nghe chuẩn đấy, rộp rộp này ấy 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 giòn tan ấy rồi rồi con mẹ à mày, ai lại chửi mẹ nó. Thế bây giờ anh em mình sẽ bóc con nóc cái ra. Ôi sư phụ ơi, bỏ em cho miếng cá bò không mất cháy mất rồi. Cá bò đây nhỉ? Đây đấy, cái xiên đấy. Cá bò. Đây thằng này nó nướng xiên cá bò riêng cho mọi người này. Đấy. Nó ăn cá bò. Cứ bị ngon. Ừ. Em nói vậy thôi, đấy là mình quay cho mọi người xem một cá nóc. Một nơi mình sẽ ăn một con riêng. Ăn một cá riêng. quay cho mọi người xem thôi. Quay cá lóc nhầm. Lưỡng có hai con cá giếc thì thằng Bảnh nó ăn một con rồi. Con này, con giếc này là ướp muối rồi. Cái giống cá giếc nó rất là ngọt. Ngọt thịt. Đây gọi là cá giếc nướng muối. Ngon từ thịt và ngọt từ xương. Mà sự đấy. Mà nói thật mọi người, ui thôi xong rồi. Chơi cả một canh chấm đất rồi. Ngon. Đây, để ông sư phụ ông ấy rất là riêng này. Đấy, mọi người thấy chưa? Con cá giếc này đã vừa mấy lại còn vừa múp. Mấy múp, múp lại còn ngọt. Ngọt thơm. Đấy. Chấm muối. Lại còn thêm một tí mắm muối gia vị vào nữa. Ôi giời. Ôi mồm. Tuyệt vời luôn. Mình rất là gắn giếc, mới hẳn mọi người hết. Bởi vì là cái con gắn giếc này đưa bạn soi cho. Gắn giếc này rất là ngon đấy. Mình sẽ phải bóc ra cho mọi người xem cận cảnh. Đấy. Đấy mọi người này. Ui, ui khoai nó bốc ra ở đây. Thấy không? Thơm. Ừ, mọi người mùa đông mà cứ suýt xoa có cái khói mà khói này hơn mọi người em. Cái con cá giếc này nếu mà nấu ngon nhất theo như mình, nếu mà nấu ngon nhất thì nếu con cá giếc to này, mọi người đã đun một nồi nước chua cay thật là nhiều chua và nhiều cay. Đó. Mọi người chuẩn bị cho mình một nắm ná ngải cứu mọi người, ngải trắng hoặc ngải tía tùy. Sau đấy là mọi người đun nước chua cay lên, cho mắm muối vào. Đấy, xong cái con cá giếc này mọi người nên nhớ là đừng mổ, và mọi người đập cho nó đơ đơ đi. Đấy, chứ đừng, cũng không nên đập chết hẳn, mà đập cho đơ đơ, nhưng mà quá một tí khi thả vào lồi nó không dẫy, nó bỏng. Khi mình thả vào lồi mình đun cho chín tới xong bắt đầu mình mới đổ, mình mới cho cái nắm ngải cứu vào. Thì mỗi con cá giếc này là mình sẽ nấu một cái bát canh cá giếc, cũng như ở những nhà hàng người ta hay nấu canh cá mú. Thì cái canh cá giếc này, canh chua cá giếc này nấu với ngải cứu nó còn ngon hơn là canh cá mú mọi người nhé. Đúng là mình sẽ nấu nữa mọi người. Khói nó bốc. Thịt cá giếc rất là ngọt. Thịt cá giếc rất là ngọt. Cá giếc này rất là tốt cho sức khỏe. Nếu mà mình như cá giếc này ăn cá giếc mới ná ngải là sẽ giải quyết được cái chứng bệnh đau đầu mọi người nhé. Ôi thối. Đúng quá.
Đấy, mọi người cứ thử áp dụng theo cái cách nấu xem, thưởng thức cái mùi vị còn cá riếc này. Đây là cái ruột. Rồi, cái thiên nhiên cái này rất là rất là ngon mọi người. Cái thịt cá nó dai. Đây mọi người, cái thớ thịt này. Oh my god. Nóng. Oh my god. Chóp chóp. Oh my god, chóp chóp. Đấy mọi người nhá. Nói chung là vào cái thời tiết mùa đông này. Năm nay anh em mình cũng sắm được một cái bơm. Năm nay anh em mình sẽ có một cái chiến dịch bơm ao hoang ở trên trong khu của mình cũng còn vài cái hồ nữa. Khả năng là anh em mình sẽ chiến dịch bơm mấy cái ao hoang này thì cũng dài dài nè, cũng có những cái video ẩm thực hay là video bắt cá cho mọi người cũng xem. Chết từ nơi rồi, rất nhiều việc phải cần làm. Rất là nhiều cái cần phải lo, cho nên là anh em mình sẽ gọi là dốc hết công sức, gọi là hết đoàn hết lực tâm vào huyết để cho vào cái công việc là kiếm tiền chuẩn bị một cái Tết ấm no cho bọn trẻ mọi người nhé, tức là cho lũ nhóc con ấy. Kiếm tí bánh chưng nhân thịt, chứ không lại bánh chưng mà nhân muỗng rau là cũng hơi buồn. Nếu mà bánh chưng nhân hành. Nhân hành. Đấy. Ngon má nào bánh cháy. Chào mọi người nhé. Thì video này mình sẽ kết thúc ở đây. Mọi người xem video này nhớ like, đăng ký kênh của mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong team sản phẩm từ vùng cao mọi người nhé. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé.